Xin chào tất cả các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ làm video clip ôn tập để các em chuẩn bị bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới nhé. Nội dung ôn tập của chúng ta sẽ là Unit 1 và Unit 2. Cô sẽ điểm qua những cái điểm ngữ pháp mà các em đã học trong hai Unit này. Điểm ngữ pháp đầu tiên cô giới thiệu đến các em là động từ cộng với gerund. Những cái động từ mà cộng với gerund, cô còn gọi nó là những cái động từ to express preference, là động từ diễn đạt sự yêu thích. Ví dụ như là like, love, prefer, enjoy, hate. Tất cả những động từ này chúng ta sẽ cộng với verb in. Sau đó, thì khi nào thì chúng ta có thể sử dụng dạng này? Chúng ta có thể sử dụng dạng verb cộng gerund này để nói về những việc, những thứ mà chúng ta thích hơn, hoặc là thích, hoặc là không thích. Cô có những ví dụ sau cho phần verb cộng gerund. Number one, Will loves playing sport with his friend. Will thích chơi thể thao với bạn của anh ấy. Number two, Will doesn't like skateboarding. Nhưng Will lại không thích chơi trượt ván. Number three, Jess prefers reading books at home. Jess thích đọc sách ở nhà hơn. Number 4. Jess hates playing sport. Jess thì lại không thích chơi thể thao. Number 5. Peter enjoys designing clothes and bags. Peter thì lại thích thiết kế những cái quần áo hoặc là những cái túi sách. Tất cả những câu này đều nói lên cái sự thích hoặc là không thích làm một cái gì đó. Các bạn ha. Điểm ngữ pháp thứ hai đó là present symbol for future meaning. Cách dùng như thế nào? We can use present symbol for future meaning to talk about a set schedule. We often do this by saying the day or time of the scheduled activities. Chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại đơn mang nghĩa tương lai để nói về một cái lịch trình đã định sẵn. Chúng ta thường thực hiện cái việc này bằng cách nói ngày hoặc là giờ của hoạt động theo lịch trình. Ví dụ như cô có câu I have soccer practice at 7 tonight. Như vậy cái việc này chưa đến 7 giờ tối mới đến ha, nhưng cô vẫn dùng have soccer practice thì hiện tại đơn. Nhưng cô có kèm thời gian vào đây là at 7 tonight. Ví dụ thứ hai cũng vậy. Vào thứ sáu, vào lúc 8 giờ tối, tôi có một cái câu lạc bộ tiếng Anh. Như vậy việc này cũng chưa tới, nhưng cô vẫn dùng thì hiện tại đơn have English club. Và cô có kèm ngày và giờ on Friday at 8 p.m. Điểm ngữ pháp thứ ba đó là preposition of time, giới từ chỉ thời gian. Cô có ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất, Do you want to go sailing from 5 to 6 p.m.? Bạn có muốn đạp xe đạp từ 5 giờ đến 6 giờ chiều không? Như vậy trong câu này, giới từ chỉ thời gian của chúng ta là from and to, từ mấy giờ đến mấy giờ. Ví dụ thứ hai, cô có I have English club until 5 p.m. Tôi có cái câu lạc bộ tiếng Anh cho đến 5 giờ chiều. Như vậy, giới từ chỉ thời gian trong câu này là until. Như vậy, cách dùng from to và until như thế nào? We can use from to say how long something lasts. Chúng ta có thể sử dụng from to để nói đến một cái việc gì đó kéo dài trong bao lâu. We can use until to say up to the time mentioned. Chúng ta có thể sử dụng until để nói đến thời gian, thời điểm được đề cập đến. Các bạn ha. Điểm ngữ pháp thứ tư đó là quantifiers with countable, uncountable nouns. Những cái từ nói về định lượng với danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Như vậy thì chúng ta sẽ có lots of, a lot of. Means a lot, amount of something. Khi dùng lots of hoặc là a lot of có nghĩa là chúng ta nói đến một cái gì đó có số lượng nhiều, có số lượng lớn ha.
Add to many means the amount of something countable is more than you want. Khi dùng add to many thì chúng ta nói đến một cái số lượng của một vật gì đó đếm được mà nó nhiều hơn cái chúng ta muốn. Về eat too much thì chúng ta nói về một cái gì đó, số lượng một cái gì đó không đếm được mà nó nhiều hơn cái chúng ta muốn. Means amount of something uncountable is more than you want. Còn cái cuối cùng là not enough. Mean the amount is less than you want. Không đủ cái số lượng mà nó ít hơn cái mà chúng ta muốn. Như vậy, những cái định lượng đi với danh từ đếm được và danh từ không đếm được, cô có những cái từ như sau: a lot of, nhiều; are too many, quá nhiều; is too much, quá nhiều; not enough, không đủ. Và lưu ý, are too many là lượng số lượng đi với danh từ đếm được, is too much là số lượng mà đi với danh từ không đếm được. Và lưu ý một điều nữa là too many, too much, not enough, nó có mang nghĩa phủ định, negative các bạn ha. Điểm ngữ pháp thứ năm đó là verb cộng với to infinitive. Verb này cũng là verb to express reference, giống như cái điểm ngữ pháp đầu tiên các bạn ha. Bây giờ cô có một cái câu như sau: read the sentences and underline the verb to express reference and circle the verbs after that. Cô sẽ có 3 câu sau. Người ta yêu cầu mình là underline the verb to express reference, là hãy gạch dưới những động từ mà diễn đạt cái sự yêu thích. Như mình đã biết rồi là những cái động từ diễn đạt sự yêu thích, ví dụ như trong câu thứ nhất, I love to play sport games, thì chúng ta sẽ có chữ love. Câu thứ hai, she refers to play spinning stop, thì chúng ta có chữ refers. They don't like to go to the park, thì chúng ta có chữ don't like. Và người ta yêu cầu mình circle the verbs after that. Như vậy, người ta yêu cầu khoanh tròn những cái động từ đằng sau những cái từ express reference này. Như vậy, sau chữ love mình sẽ có chữ to play, sau chữ refers mình có chữ to place, sau chữ don't like mình có chữ to go. Như vậy các bạn thấy đó, khi mà dùng với to infinitive thì chúng ta chỉ có thể dùng ba cái từ express reference này thôi nhé: love, refers và don't like ha. Rồi, như vậy những cái động từ mà đi với được to infinitive là những cái động từ mà chỉ những cái hoạt động mà người ta thích hoặc là thích hơn khi làm một cái việc gì đó ha. Điểm ngữ pháp thứ sáu đó là adverb of frequency, những trạng từ chỉ mức độ thường xuyên. Như vậy ở đây cô có một cái mũi tên từ 0% đến 100%. Chúng ta sẽ cùng nhau ôm lại cái phần này nhé. Từ mức độ 0% là sẽ là từ never, không bao giờ làm ha. Tăng lên sẽ là hiếm khi làm, rarely. Thỉnh thoảng, đôi khi làm, sometimes. Thường, often. Thường thường, thường xuyên, usually. Và cuối cùng, mức độ nhiều nhất sẽ là always, luôn luôn. Các bạn. Rồi, như vậy chúng ta có thể sử dụng những trạng từ này để nói về những việc mà xảy ra thường như thế nào. We can use adverb of frequency to say how often things happen. Rồi, cô có hai cái ví dụ. Ví dụ như là she usually play tug of war with her cousin. We always play sport at the park. Cô ta thường thường chơi kéo co cùng với anh chị em họ của cô ta. Chúng tôi thì luôn luôn chơi thể thao ở công viên. Các bạn nhớ những cái mức độ này giùm cô nhé. Cô đã điểm qua những điểm ngữ pháp trong bài 1 và bài 2 rồi. Bây giờ cô sẽ ghi ra những cái phần
mà chúng ta phải làm trong bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới. Phần số 1 là phần nghe và điện từ, 1 điểm. Phần số 2 là phần trắc nghiệm chọn A, B, or C. Phần này chúng ta sẽ có 8 câu, 2 điểm. Phần số 3 là phần các bạn sẽ điền vào chỗ trống. Và các bạn nhớ là chúng ta sẽ có một số từ trong khung. Chúng ta sẽ lấy những từ trong khung đặt vào chỗ trống. À, cho đúng, chúng ta sẽ có 6 chỗ trống và phần này chúng ta sẽ có 1 điểm rưỡi. Phần 4 là mã là phần chia word form. Các bạn sẽ chia danh, tính, trạng, động ha, cho 4 câu. À, coi chỗ nào cần loại từ gì thì chúng ta sẽ chia cho nó phù hợp với cái vị trí đó. Phần số 5 là phần chia động từ. Phần này chúng ta sẽ có 2 câu. Ha, chia động từ thì chúng ta xem ở đằng chỗ đó thì chúng ta sẽ cần động từ loại gì, chia loại gì hoặc là dạng gì ha các bạn ha. Rồi phần 6 la mã là phần đọc và đánh chu phone thì ở đây chúng ta sẽ có 4 câu nhưng chúng ta sẽ có 2 câu chu or phone và 2 câu là trả lời câu hỏi là câu 29 và 30 ha. Rồi câu 27, 28 là trả lời true false và lưu ý giùm cho cô, nhớ giùm cho cô. Khi đã ghi true và false, các bạn nên ghi full một chữ đàng hoàng, không ghi tắt là T or F nha. Nếu các bạn ghi T hoặc là các bạn ghi F thì câu đó sẽ không được tính điểm nha các bạn. Các bạn phải ghi là true hoặc là false. Ok. Rồi phần 7 la mã của chúng ta sẽ là phần sắp xếp từ. Rồi phần này chúng ta sẽ có 2 câu là 0,5 điểm. Lưu ý giùm cho cô, sắp xếp từ các bạn sẽ sắp xếp lại sao cho nó thành một câu hoàn chỉnh. Và nhớ lưu ý giùm cô là không được viết sai chính tả. Từ ở trên như thế nào mình viết xuống như vậy. Nếu các bạn ghi sai chính tả thôi là câu đó của các bạn cũng bị mất điểm nhé. Rồi 8 la mã phần cuối cùng là phần viết câu. Chúng ta sẽ có 4 câu, phần này mỗi câu 0,5 điểm. Phần số 8 này chúng ta sẽ có 2 điểm là viết câu không đổi nghĩa. Rồi, bây giờ cô sẽ giới hạn cho các bạn 4 cái câu mà chúng ta sẽ viết câu không đổi nghĩa sau đây nhé. Dạng thứ nhất đó là dạng subject cộng enjoy like love sẽ chuyển qua là subject be interested in hoặc là phấn đập hoặc là keen on. Cô có một ví dụ. Ví dụ như cô có câu she enjoy learning English. Cô sẽ chuyển qua là she is interested in learning English. Enjoy chuyển thành is interested in. Dạng thứ hai sẽ là dạng in of cộng now cộng to verb. Cô có ví dụ. I don't have time so I can't do the chores. Tôi không có thời gian vì vậy tôi không thể làm những cái công việc nha, công việc nhà. Cô sẽ viết lại là I don't have enough time to do the chores, right? Enough time cộng to do. Rồi, dạng thứ ba sẽ là because chuyển sang so và so chuyển sang because ha. Rồi, bây giờ cô có ví dụ because my mother doesn't like crowded places. She really go out. Rồi, bởi vì mẹ của tôi không thích những nơi đông đúc, cô ta hiếm khi đi ra ngoài. Cô sẽ viết lại, my mother doesn't like crowded places, so she really go out. Right. Mẹ của tôi không thích những cái nơi đông đúc, vì vậy bà ta hiếm khi đi ra ngoài. Rồi, dạng thứ tư sẽ là dạng like cộng better than, chuyển sang refer cộng to. Cô có ví dụ. I like reading books better than watching TV. Cô sẽ viết lại. I prefer reading books to watching TV. Ha, đây là 4 dạng câu viết lại mà chúng ta sẽ phải viết. Ha, đây chỉ là những ví dụ nha các bạn. Rồi. Clip ôn tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và xem cái video clip ôn tập này. Cô thương chúc các con sẽ làm bài thật tốt, có thật nhiều điểm cao trong kỳ thi sắp tới nhé. Thân ái chào tạm biệt các con.